Kịch bản hay còn ở phía trước. Công chúng mong đợi điều gì từ cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra vào đêm 10 tháng 9, đêm trước ngày thiêng liêng của đất nước Mỹ ngày 11 tháng 9? Cả cử tri Mỹ và các nhà quan sát bên ngoài đều muốn biết được trước ngày bầu cử chính thức, ai sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới đây. Với sự cân bằng mong manh trong xếp hạng của cả hai ứng cử viên, cuộc tranh luận được coi là một cơ hội để mang lại lợi thế cho một trong các bên. Những người ủng hộ ông Donald Trump đang hy vọng một sự thay đổi trong chiến dịch bầu cử sau khi xếp hạng của Phó Tổng thống Kamala Harris tăng bất ngờ do cuộc cải tổ trong Đảng Dân Chủ và sự ủng hộ của giới tinh hoa Mỹ xung quanh việc ứng cử của bà. Chiến dịch tranh cử của ông Trump dường như đã mất đà. Trong những tuần qua, ông Trump và ekip của mình đã nỗ lực tìm ra chiến lược tối ưu để đối đầu với ứng cử viên mới. Nhưng có vẻ việc cố gắng sử dụng các phương pháp truyền thống mà ông từng đánh bại bà Clinton hay đương kim Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp vào tối ngày 27 tháng 6 dường như không thành công. Có ý kiến cho rằng chiến dịch tranh cử của Donald Trump đang đi sai hướng và phong cách truyền thống cũng như những tuyên bố gây sốc của ông hoàn toàn không có tác dụng. Và phải chăng tất cả điều này có thể khiến ông thất bại trong cuộc đua vào tháng 11 tới đây? Trong bối cảnh đó, cuộc tranh luận được Đảng Cộng Hòa coi là một trong những nền tảng quan trọng để ông Donald Trump có thể giành thêm điểm, đè bẹp đối thủ bằng sức hút và khả năng hùng biện của mình. Thực tế, chủ đích của Đảng Cộng Hòa là hoàn toàn dễ hiểu bởi ông Trump có kinh nghiệm khi tranh luận với một nữ ứng cử viên Đảng Dân Chủ trước đây là bà Hillary Clinton. Trong khi đó, các cuộc tranh luận là một trong những nhân tố tạo nên chiến thắng của ông Donald Trump. Những thất bại truyền thông gần đây của Đảng Dân Chủ cũng như ủng hộ quan điểm cho rằng cuộc tranh luận có thể, nếu không chôn vùi chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, thì ít nhất cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho bà trên đường đua tới Nhà Trắng. Bài phát biểu đầu tiên mà bà Harris và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz thực hiện cho CNN được đánh giá là thất bại, khiến những người ủng hộ bà và Đảng Dân Chủ đặc biệt lo ngại. Đoạn video đó dài 17 phút không cho thấy hình ảnh một ứng cử viên sắc sảo. Thay vào đó, bà Harris đưa ra quan điểm khá chung chung về các vấn đề then chốt của nước Mỹ, không tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với cử tri. Tỷ lệ ủng hộ với bà Harris được thúc đẩy bởi hiệu ứng làn gió mới khi chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden đang ở tình trạng khó khăn đến mức bất kỳ thay thế nào cũng đều giúp ứng viên mới tăng điểm chính trị và xếp hạng. Nhưng đến tháng thứ hai, cử tri Mỹ đã bình phục sau cú sốc và bắt đầu cố gắng tìm hiểu xem ứng cử viên nào sẽ phù hợp cho nước Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Và cuộc tranh luận chính là sân khấu lộ diện ứng cử viên trước cử tri, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong chiến dịch bầu cử lần này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, kết quả của cuộc tranh luận có vẻ như không đúng ý muốn của cử tri. Tính rủi ro cao và sự gay cấn của cuộc đua đã vô hiệu hóa cuộc tranh luận đến mức tối đa, với việc các ứng cử viên hầu như không đề cập sâu đến chủ trương chính sách mà mình sẽ hướng đến nếu giành chiến thắng, tránh nói bất kỳ điều gì có thể khiến một bộ phận cử tri tiềm năng sợ hãi hoặc mất lòng. Cả hai ứng cử viên đều tập trung chủ yếu vào chỉ trích những thành tựu trong quá khứ của nhau, thường theo cách ít mang tính xây dựng. Cuối cùng, sau gần 2 giờ, cử tri Mỹ có thể kết luận được những điều về tài hùng biện của hai ứng cử viên, song gần như không kết luận được gì về những gì họ sẽ dự định làm với tư cách là Tổng thống nước Mỹ trong 4 năm tới. Về cơ bản, Phó Tổng thống Kamala Harris đã kiểm soát cuộc tranh luận và liên tục công kích để ông Trump bộc lộ yếu điểm trong gần toàn bộ 2 giờ của cuộc đối đầu đầu tiên và có khả năng là duy nhất. Màn thể hiện của bà Harris có thể được coi là thành công với Đảng Dân Chủ khi bà đã không để thua trên mặt trận, được cho là sở trường của ông Trump. Tuy nhiên, cuộc tranh luận vừa kết thúc, giống như toàn bộ diễn biến của cuộc chiến dịch, cho thấy rõ ràng đường đua vẫn đang hết sức gay cấn, khó dự đoán. Ứng viên tiềm năng chưa thể lộ diện thông qua cuộc tranh luận vừa rồi. Kịch bản hay vẫn còn ở phía trước và chỉ có thể ngã ngũ tại cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thành phố Mỹ bị đe dọa đánh bom sau khi ông Trump nói người nhập cư ăn thịt chó mèo. Giới chức Springfield, bang Ohio vừa thông báo tòa thị chính của thành phố này phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom, khi các nhà lập pháp bảo thủ ở Mỹ tiếp tục lan truyền những tuyên bố sai lệch về người nhập cư Haiti trong khu vực. Phát biểu với các phóng viên ngày 12 tháng 9, thị trưởng của Ohio cho biết mối đe dọa từ một người tự nhận là cư dân địa phương và bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc gia tăng nhập cư do có mối đe dọa đánh bom nhắm vào nhiều cơ sở trong thành phố Springfield hôm nay, tòa thị chính sẽ đóng cửa. Sự việc xảy ra sau khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump cùng với những nhân vật cực hữu khác lan truyền những tin đồn vô căn cứ rằng người nhập cư Haiti tại Springfield đã bắt cóc và ăn thịt thú cưng của cư dân thành phố. Cuộc tranh luận thu hút hơn 67 triệu khán giả trực tiếp và trực tuyến. Theo giới quan sát, luận điệu miêu tả người nhập cư như một mối đe dọa nguy hiểm là đặc điểm của chính trị Donald Trump.
Giới chức địa phương không có bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của ông Trump, nhưng các nhân vật cực hữu vẫn tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch này. Ông Trump tuyên bố không tranh luận lần hai với bà Harris. Dù bị chỉ trích về màn trình diễn kém cỏi trong cuộc tranh luận với ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định đã chiến thắng to lớn và sẽ không có cuộc tranh luận nào diễn ra với bà Harris trong thời gian tới. Ông Trump đã dành phần lớn thời gian của bài phát biểu để đưa ra góc nhìn tích cực hơn về màn tranh luận của mình với bà Harris hôm 11 tháng 9, mà ngay cả trợ lý của ông cũng thừa nhận sẽ không giúp ông giành được thêm cử tri mới. Ông Trump khẳng định, chỉ có người thua cuộc mới muốn đấu lại, cho rằng bà Kamala Harris nên tập trung vào những gì nên làm trong khoảng thời gian gần 4 năm qua. Trong bài phát biểu hơn 1 tiếng rưỡi, ông Trump đã không dành nhiều thời gian để chia sẻ hết chi tiết các kế hoạch kinh tế của mình. Thay vào đó, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa dành phần lớn thời gian công kích đối thủ và nhắc lại nhiều quan điểm vô căn cứ của mình, bao gồm cả tuyên bố ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây nhất. Ông Trump cũng tập trung nhiều vào vấn đề nhập cư, một mục tiêu điển hình cho các cuộc vận động của ông, khơi dậy nỗi sợ hãi về làn sóng tội phạm tràn vào đất nước và một lần nữa cáo buộc những người nhập cư Haiti ăn động vật ở Springfield, Ohio. Những cáo buộc của ông trước đó đã bị các quan chức thị trấn này phản đối, đã làm gia tăng căng thẳng và các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của cộng đồng Haiti. Ở phần cuối bài phát biểu, ông Trump đã nhắc lại một số kế hoạch của mình cho nền kinh tế, hứa sẽ không đánh thuế đối với các chế độ phúc lợi an sinh xã hội, không đánh thuế với tiền tip và lần đầu tiên tuyên bố rằng ông cũng muốn xóa bỏ thuế đối với tiền làm thêm giờ. Arizona là một tiểu bang chiến trường mà cả chiến dịch của ông Trump và bà Harris đều dành sự chú ý trong tuần này. Trong khi đó, bà Harris đến Bắc California vào hôm ngày 12 tháng 9 và Pennsylvania vào ngày 13 tháng 9 trong một chuyến đi có kế hoạch qua các tiểu bang chiến trường. Với bài phát biểu ngày 13 tháng 9, đây là ngày thứ 6 trong 7 ngày bà xuất hiện trước công chúng tại tiểu bang này, dấu hiệu mới cho thấy tầm quan trọng của bang Pennsylvania đối với con đường giành 270 phiếu đại cử tri của bà Harris. Quan hệ Nga-Mỹ không thể cải thiện dù ai thắng cử. Vừa qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra nhận xét về hai ứng viên Tổng thống Mỹ hiện tại, đó là bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Ông Peskov nói, Nga không có ứng viên ưa thích nào. Tuy vậy, ứng viên của Đảng Dân Chủ dễ đoán hơn so với ông Trump. Việc Tổng thống Putin nói rằng ông Biden là một chính trị gia dễ đoán có thể áp dụng với hầu hết các thành viên của Đảng Dân Chủ, bao gồm bà Harris. Quan chức Điện Kremlin cũng nhấn mạnh quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và không có triển vọng phục hồi cho dù ứng cử viên nào thắng cử. Bên cạnh đó, ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố về việc kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ của ông Donald Trump và nói không có cây đũa phép nào có thể làm điều đó trong một đêm. Ở chiều ngược lại, trong một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania vào cuối tuần qua, ông Trump đã tuyên bố rằng việc cải thiện quan hệ với Nga và Triều Tiên là một nước đi thông minh. Ông Trump nói, tôi có quan hệ cá nhân tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hãy nhớ rằng tôi là người đã bước qua biên giới Liên Triều và tôi cũng đánh giá cao năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Có một mối quan hệ tốt với Triều Tiên không phải là điều tiêu cực. Cũng theo ông Donald Trump, Mỹ nên cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì đã làm căng thẳng giữa Washington và Moscow leo thang. Ông Donald Trump nói, việc duy trì quan hệ hòa hợp với Nga không có hại, đây là điều thông minh.